Cảm tú kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng dông sét và gió mạnh. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ. Sau đây sẽ là thời tiết các khu vực trong tỉnh ở khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ, độ ẩm 93%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ, chiều mai sẽ có mưa, mưa rào, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ, độ ẩm 93%. Ở khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, khu vực này được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến trên 33 độ, độ ẩm 91%. Còn đối với khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, Khu vực này được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay sẽ có mưa nhỏ, chiều mai có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày nắng. Gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ, độ ẩm 92%. Ở khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, khu vực này được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ, độ ẩm 94%. Cảnh báo mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông trong khoảng 1.05 cho đến 1.10 mét và sau đây sẽ là thông tin chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai thưa quý khán giả, hơn 170 triệu đồng một năm là thu nhập của mỗi người dân năm 2021, tăng gấp 2,5 lần so với mức 70,3 triệu đồng của năm 2011. Đây là một trong những thông tin được Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu trong báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về việc làm đối với thanh niên giai đoạn 2020-2023. Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng có nhiều thuận lợi về lực lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2022, tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 51,7 triệu người. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên hiện đang có xu hướng giảm mạnh trong cả cơ cấu dân số lẫn lực lượng lao động. Năm 2020, Việt Nam có khoảng 22,6 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi, chiếm 23,2% dân số thì đến năm 2022 giảm xuống còn hơn 20,72 triệu người, chiếm 20,9% dân số. Tương tự, lao động thanh niên năm 2019 là 13,99 triệu người, đến năm 2022 chỉ còn 10,6 triệu người. Báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam năm 2021, triển vọng 2030 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng phản ánh lực lượng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi có xu hướng giảm bình quân 2,15% một năm, tương ứng giảm 170.000 người trên một năm. Việt Nam cũng nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới lực lượng lao động thanh niên với quy mô lớn vừa là nguồn cung dồi dào, song cũng tạo ra sức ép lớn trong giải quyết việc làm bền vững, nhất là khi số thanh niên chưa qua đào tạo vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ này ở năm 2022 là 73,7%. Trong 10 năm 2011 đến năm 2021, năng suất lao động Việt Nam nói chung, trong đó có lao động thanh niên tăng 2,5 lần, từ 70,3 triệu đồng trên một lao động vào năm 2011 lên 171,8 triệu đồng trên một lao động vào năm 2021. Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động đạt 6%. Còn theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động khu vực thành thị là 7 triệu đồng, cao hơn 1,4 lần mức thu nhập bình quân lao động khu vực nông thôn, tương đương là 5 triệu đồng. Mặc dù năng suất lao động của thanh niên có sự cải thiện đáng kể, song nhìn chung, năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và khoảng cách chênh lệch có xu hướng gia tăng. Cải thiện vấn đề tăng năng suất lao động cũng là vấn đề được nhiều đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận kinh tế xã hội của Quốc hội. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.